Nhai. Nhai ơi. Nhai. Nhai 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 nhai. Sao không giống trong tưởng tượng ta? Tưởng tượng cái gì? À, không có gì. Sao vậy? Nhái. Hả? Em qua đây mua quà tặng em. Hôm nay bị gì vậy ta? Tự nhiên nửa đêm nửa hôm cứ qua giật cái đầu mình dậy tặng bông là sao? À, cái này anh mới mua nè. Mua giờ này qua nó mới tươi. Mà mắc gì tặng bông cho tôi? Thì mình thích thì mình tặng thôi. Má anh thì có tía anh tặng rồi, còn em thì để anh tặng. Mệt quá, mệt quá. Hết không? Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Không. Ông đi về, tôi đi ngủ. Quên. Còn... Cái gì? Cái gì? 3 ngày nữa, tía anh à, mời bà con dòng họ lên nói chuyện vụ mà đám cưới của mình á. Nếu em rảnh á, em qua để cho mọi người coi mặt em luôn nha. Rồi xong mình nhận danh sách á, cái mình gửi thiệp đám cưới. Thôi biết rồi, biết rồi. Hả? Rồi đi về, đi về. Hả? Thôi cho đứng đây chút xíu nữa đi. Đúng chi? À, anh đứng ngắm em. Bộ anh khùng hả? Sao ngày nào anh qua anh gặp tôi mà tự nhiên giờ anh qua anh đòi ngắm tôi là sao? Thôi mệt quá, đi về thôi, tôi đi ngủ. Thôi, đứng đây cho anh nhìn chút xíu đi. Không ấy buồn ngủ quá thì đứng ngủ hay cho anh ngắm. Trời ơi, đi về giùm tôi cái đi, tí tôi ra giờ. Thôi tí ngủ rồi, cho anh ngắm em chút xíu đi. Nhớ quá à. Tí tôi ra kìa, tí tôi ra kìa.